Rồi con đường này đường Hải Thượng Lãng Ông, hồi xưa là đường Khổng Tử nha bà con. À, nhìn thẳng qua bên kia hồi xưa đó là bến tắm ngựa đó bà con. Đây là tượng Khổng Tử nè. Oh, Halloween tới rồi nè bà con. Cuối tháng 10. Đây là một cái lễ hội ma quỷ. Hồi xưa Việt Nam mình không có cái lễ hội này. Nhưng mà từ khi mà mở ra được cái ban giao với Mỹ thì xin thưa với bà con cô bác, bắt đầu là mình mở rộng, mình giao lưu văn hóa luôn đó. Và Việt Nam mình bây giờ là tháng nào cũng có lễ hội. Lễ hội vô nước quốc gia của người ta ở Việt Nam mình cũng có luôn. À, dân Việt Nam với nhất là dân Sài Gòn là bà con đó, là chơi lễ hội dữ lắm đó. Giống như lễ hội Halloween, lễ hội ma quỷ này là của Mỹ đó bà con, nhưng mà Việt Nam mình chơi luôn. Đây là công trường Phan Đình Phùng. Trước năm 1975 là Việt Nam mình theo văn hóa của Mỹ là chuyện bình thường thôi mà ha. Kể từ năm 60 ha. Nói chung là thời mà Mỹ bắt đầu là lâm le Việt Nam rồi thì bắt đầu là mình đã giao lưu từ từ văn hóa với lại Mỹ rồi. Rồi hồi đó có những cái trường như là trường sinh ngữ quân đội nữa, đó để dạy những tiếng Anh. Thì cái chuyện đó là mình không nói rồi. Mình học cái văn hóa của họ tại vì để mình làm việc với họ. Nhưng mà sau năm 1975, một cái giai đoạn dài từ năm 75 cho đến năm 94-95 là khoảng 19-20 năm đó, thì xin thưa bà con bác, văn hóa Mỹ là nó không có Sài Gòn nha bà con, không có Việt Nam luôn á. Hầu như là coi như là đứt luôn nha bà con. À, giao lưu với Mỹ hay là văn hóa hay bất cứ thứ gì là lúc đó, thời điểm đó là trong 19-20 năm đó là coi như là không hề có sự qua lại. Bà con có bác có biết tại sao không? Bà con có bác có muốn nghe ba mươi câu kể không? Bà kể mấy cái này về mấy ngồi coi phim lại nữa. Thôi để ba mẹ còn nói sơ sơ thôi bà con ha. Thì đó là sau năm 1975 thì Việt Nam mình bị Mỹ cấm vận nha bà con. Bà con có bác bây giờ mà có xem lại hay là có đi qua những cái nước như là Cuba đó, bà con bác thấy hiện tại bây giờ Mỹ vẫn đang cấm vận Cuba đó bà con. Ở Triều Tiên hình như Mỹ cũng cấm vận cũng nhiều lắm à. Đó, mấy cái nước đó đó bà con. Đó, thì sau năm 1975 thì Việt Nam mình bị Mỹ cấm vận nha bà con. Và cuộc sống người dân cơ cực, lầm than, thậm chí đói khổ. Ba Michael phải sử dụng một cái từ đó là từ đói luôn á bà con. Đói bà con, thời điểm đó là thời kỳ đói luôn á. Những ai sống cái thời điểm đó là bà con bác biết, sau năm 1975 khi mà Mỹ bị Mỹ cấm vận. Mỹ cấm vận nó bao gồm một cái cấm vận toàn diện thời điểm đó luôn nha bà con. Đầu tiên là cấm vận gì? Có nhiều cái thứ cấm vận lắm. Thứ nhất là cấm vận về kinh tế. Tất cả những nước mà chơi với Mỹ là bị Mỹ buộc coi như là không có làm ăn qua lại với Việt Nam nha bà con. À, giao thương, giao dịch gì là đều bị cấm hết. Kể cả nước thứ ba nha bà con, chứ không phải là Việt Nam không chơi với Mỹ, là không giao dịch thương mại với Mỹ rồi các nước khác chơi đâu nha bà con. À, Mỹ mà nó phát hiện ra nước nào mà chơi là với Việt Nam là mệt mỏi với nó đó. À, rồi thứ hai nữa là cấm vận về tài chính. À, những khoản nợ, à, Mỹ áp lực những cái ngân hàng quốc tế, nói chung là nhất cả những ngân hàng quốc tế mà xài những cái đồng đô la của Mỹ là bị Mỹ áp luôn, có nghĩa là Việt Nam không đi vay được tiền nha bà con. Ừ. Cho nên lúc đó là trong cái thời điểm đó là Việt Nam rất thiếu ngoại tệ nha bà con. Tại vì bất cứ mọi thứ gì cũng đều ra ngoài thế giới là mình sao bà con, đều phải quy đổi ra ngoại tệ. Chứ đâu phải là chơi bằng tiền đồng Việt Nam mà mình in như là mình in đâu bà con.
Cho nên thời điểm đó là Việt Nam mình rất thiếu ngoại tệ, mà đi vay không được nha bà con. À, vừa thiếu ngoại tệ, vừa không làm gian giao thương được hết với các nước ngoài. À, thì để giải quyết được cái vấn đề đó thì nói không phải nói chứ, người dân Việt Nam sống trong giai đoạn mà từ năm 1975 cho đến năm 1994-95 đó bà con, 19-20 năm đó đó, là cái mình phải nên mang ơn ai, bà con có biết mang ơn ai không? Mang ơn Liên Xô nha bà con. Không phải như bây giờ Liên bang Nga đâu nha bà con, mà mình cái tên chính thức nó là Liên Xô nha bà con. À, nước xã hội chủ nghĩa đó anh em á, trong giai đoạn đó, tại vì khi mà bị Mỹ cấm vận hết tất cả mọi nguồn lực kinh tế tài chính rồi, thì người dân mình lúc đó, ba mẹ còn đó sử dụng cái từ đói là bà con quá biết rồi đó. À, lương thực, công nghệ, hỏi bà con cô bác, Việt Nam mình trong khi các quốc gia khác trên thế giới nó phát triển công nghệ, nó dùng công nghệ nó làm, thì chung khi đó Việt Nam mình là một nước nông nghiệp đúng không bà con? À, đi cày đi cấy mà không sử dụng công nghiệp mà phải sử dụng những cái công nghệ mà lạc hậu đó, thì năng suất ở đâu có cao đâu bà con. À, rồi nạn đói xảy ra, rồi sau năm 75 rồi cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam nữa. À, rồi không phải là về kinh tế đâu nha bà con, Mỹ còn cấm vận luôn cả, kể cả về mặt vũ khí nữa. À, tất cả những thiết bị công nghệ về phương tiện đối chuyện hoại hóa nó về để đấu tranh mà để chiến tranh này nọ là bị cấm vận toàn bộ, nói chung là cấm vận toàn diện. Chính vì lẽ đó cho nên xin thưa bà con bác, trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam rồi rồi biên giới phía Bắc là trời nó nhiều lắm. À, ngoài cái vấn đề mà người dân Việt Nam mình là coi như là phải tự lực, à, tự lực cánh sinh, thì mình phải nói là mình phải mang ơn Liên Xô nha bà con. Trong giai đoạn đó là Liên Xô hỗ trợ cho mình rất phải gọi là rất là nhiều, hỗ trợ toàn diện luôn á. Khi mà các nước trên thế giới không bắt tay với Việt Nam thì Liên Xô là coi như là người đứng ra coi như là viện trợ tất cả mọi thứ cho Việt Nam, kể cả vũ khí nha bà con, kể cả lương thực luôn. À, lúa mì thời điểm đó bà con bác nhớ không, thập niên năm 80 ăn lúa mì bo á, là từ đâu ra? Tiền nè, vũ khí nè, nói chung là Mỹ cấm vận toàn diện cho Việt Nam thời điểm đó, thì Liên Xô lại là mở rộng vòng tay hỗ trợ cho Việt Nam một cách toàn diện luôn nha bà con. Cho nên nếu là nói gì đó là mình phải mang ơn Liên Xô rất là nhiều, mang ơn trong cái giai đoạn đó, vừa kinh tế vừa tài chính vừa quân sự, rồi thậm chí là Liên Xô ba mẹ còn nhớ trong cái giai đoạn đó đó là coi như là cấp rất nhiều cái học bổng cho những người dân Việt Nam mình, rồi từ công nghệ rồi từ đúng hướng, và có rất nhiều người đi du học bên Liên Xô bà con. Thời điểm đó là bây giờ cũng thành danh lắm đó. Trở thành những cái ông tỷ phú và tỷ phú xuất phát từ cái giai đoạn đó đó bà con. À, giai đoạn mà được Liên Xô hỗ trợ đó. Đó, cho nên là khi mà Mỹ cấm vận là khủng khiếp lắm bà con. Rồi từ từ nó cũng qua, nhưng mà đến khi mà Liên Xô sụp đổ, cái đó là mới là cái cơn ác mộng đó bà con. Anh cả của xã hội chủ nghĩa tự nhiên cái đùng cái ông Sóc Ba Chớp ông đứng lên, những cái sai lầm đó, bữa nào có dịp thì mình sẽ bàn, sẽ mổ xẻ xem những cái sai lầm đó, khiến cho Liên Xô tan rã. Thì đến lúc đó, đó là Việt Nam mà đứng trước cái một cái vấn đề là thử thách cực kỳ lớn. Khi mà tại vì khi mà Liên Xô tan rã thì cái nguồn cung cấp với viện trợ từ Liên Xô bắt đầu nó cũng đã dừng nha bà con. À, thì bắt đầu bây giờ là Việt Nam mình trong cái thời gian đó bắt đầu là tích lũy hay gì đó và bắt buộc là phải mở bàn giao với Mỹ nha bà con. Chứ hồi đó trong cái giai đoạn từ năm 75 cho đến năm trong thập niên 80 á, có rất nhiều cuộc đàm phán với lại Mỹ để mở rộng cái mối quan hệ bang giao, bình thường hóa quan hệ, nhưng mà đều không thành công nha bà con. À, bởi vì sao? Bởi vì là mình thì yêu cầu là bồi thường chiến tranh khi mà Mỹ có mặt ở miền Nam Việt Nam. À, còn Mỹ thì yêu cầu mình phải trả nợ nha bà con. À, một cái khoản nợ tiền rất là lớn khi mà Mỹ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Còn Việt Nam mình thì nói rằng là Mỹ xâm lược vào
miền Nam Việt Nam rồi này nọ rồi gì đó mà yêu cầu Mỹ phải bồi thường chiến tranh. Chính vì lẽ đó cho nên cái nhiều cái cuộc đàm phán cho nên là nó để bình thường hóa quan hệ, nó không có cái điểm mấu điểm chung nha bà con. À, và cuối cùng thì đến năm khoảng cuối thập niên 80, 90, đầu thập niên 90 là bắt đầu là giữa Mỹ và Việt Nam đã tìm ra được cái mối được mình được gọi là một cái điểm chung đó bà con. À, cuối cùng đã tìm ra được một cái điểm chung trong và tiến tới vấn đề bình thường hóa quan hệ Việt Nam với Mỹ. Thì như ba mày còn nhớ không lầm là vào cái ngày cũng nhớ rõ nó không nhớ có chính xác không nha bà con, có bác thấy ba mày còn nói sai bà con có bác nhắc lại, cái ngày đầu tiên mà để như là chính thức bình thường hóa quan hệ lại với Việt Nam với Mỹ á, mà Mỹ lúc đó nó không phải mở ra hết toàn diện cho Việt Nam đâu nha bà con. À, nó mở ra một phần thôi nhưng mà nó nâng cấp từ cái cấp thấp nhất nó lên cái mức Y. Thì đó ba mày còn nhớ không lầm là lúc đó là vào ngày 3 tháng 2 năm 1994. À, là chính thức là bắt đầu là đặt một cái mở cửa bắt đầu là từ từ bình thường lại đó. Ba mày còn nhớ không lầm là ngày 3 tháng 2 năm 1994 đó. Lúc đó là thời đó là thời của Tổng thống Bill Clinton đó bà con. À, ông Bill Clinton làm Tổng thống Mỹ. Ông Bill Clinton hình như là của đảng Dân Chủ á. Rồi, thì sau khi mà nâng cấp lên rồi thì đến vào năm 1995, ngày mấy thì ba mày còn không nhớ, bà con bác nào nhớ bà con bác comment giúp ba mày còn. Thì như lúc đó là đến năm 1995 thì lúc đó là Mỹ bắt đầu mới chính thức bình thường hóa quan hệ với Việt Nam nha bà con. Và kể cũng chính kể từ cái thời điểm đó, à, từ những năm 94, năm 95 là xuất hiện rất là nhiều tỷ phú ở Việt Nam ra đời, à, và làm giàu trong cái thời điểm đó nha bà con. Những ai bà con bắt mà quay lại quá khứ đó, hầu như là khi mà mở rộng ra bắt đầu Việt Nam phát triển giao thương về kinh tế, à, hợp tác về này nọ thì bắt đầu làm có rất nhiều tỷ phú ra đời trong cái thời điểm đó nha bà con. À, mở cửa làm ăn. Thì đó là ba mày còn xin sơ sơ về cho bà con bác về cái trong cái giai đoạn đó từ năm 75 sau năm 75 đến năm 95, 20 năm đó là Việt Nam ghê lắm. Đường xá cầu cống thiết bị y tế tất cả mọi thứ đều không có sẵn nha bà con, y nguyên luôn á, không làm gì được hết bà con. Lo cái ăn không là cũng đủ chưa ngất ngư rồi. Từ giải nè cũng là do Liên Xô viện trợ nè, tiền bạc Liên Xô cũng viện trợ nè, rồi vũ khí Liên Xô cũng viện trợ nè, rồi Liên Xô hỗ trợ cho những học sinh đi du học nè, qua bên sinh viên qua đó du học để về phát triển lại đất nước nè, rồi thậm chí là Liên Xô hỗ trợ luôn cả dầu mỏ luôn bà con. À, rồi sau này bà con có bác biết cái mỏ mà ở ngoài Vũng Tàu á bà con, á à, là cái mỏ mà như ba mày còn nhớ mỏ Bạch Hổ hay là cái gì đó, cái mỏ đầu tiên của Việt Nam á là cũng là do Liên Xô hỗ trợ luôn. À, chính vì cái đó bắt đầu từ từ bắt đầu nền kinh tế Việt Nam nó mới đi lên nha bà con. À, thì cái gì nó cũng có nguyên nhân á, tại sao mà trong giai đoạn đó người dân khổ thì không có cái gì mà tự nhiên á. À, sau chiến tranh sau đó, à, sau năm 75 vừa chiến tranh vừa bú thứ rồi vừa bị cấm vận nữa, khổ lắm. Mà người dân Việt Nam mình vượt qua được cái giai đoạn đó cho nên bây giờ là xin thưa bà con quá sướng rất là nhiều. Những ai sống giai đoạn đó mới thấy ghê lắm. Từ cái giải mà cũng phải xin viện trợ, toàn bộ là đều là viện trợ hết. Rồi cái thời trong cái thời điểm đó bắt đầu mới xuất hiện ra những anh tài bà con. À, vũ khí thô sơ chiến lược hay gì đó bắt đầu mới sản xuất ra chế độ tự tạo bà con. À, giống như những cái bù lon ốc tán gì đó. À, xin thưa bà con bác khi mà nó hư hỏng đâu có nhập được thiết bị về đâu, thế là tự chế. À, đồ tự chế hồi xưa nhiều lắm. À, xe thang nè, rồi xin thưa bà con bác mấy xe lam bitta nè, rồi mấy cái vỏ cao su nè, xin thưa bà con bác hồi xưa toàn là làm đồ tự chế không. Ai sống thời điểm đó là bà con bác biết mà đúng không. Trời ơi, dân Việt Nam mình hồi đó như là chơi đồ tự chế. Cái bánh ba mày còn nhớ hả, cái bánh này phải không, bánh lớn bánh nhỏ chạy luôn nha bà con, ba mày còn nhớ. Nó thiếu đồ như vậy đó. À, rồi bắt đầu những cái bánh mà nó mòn hay sao bắt đầu đem ra tái chế lại. Ừ, rồi đắp giá, chấp giá vô. Nhiều lắm bà con. Hồi đó nó khổ bà phố luôn.
Rồi bên tay phải 3MG đây là bệnh viện Từ Dũ. Thì đó là những cái mà 3MG xin sơ lược kể cho bà con bác nghe. Nhắc lại thôi nha bà con, cái gì thời gian nó cũng đã qua rồi, bây giờ mình nhắc lại thôi. Mọi việc trên đời này đều có nguyên nhân của nó cả, chứ không có tự nhiên đơn thuần đâu bà con. Rồi bữa nào 3MG có dịp bà con bác muốn, 3MG sẽ kể cho bà con bác những cái dòng thập niên là 80, những cái chuyến hàng mà bà con của bác Việt Kiều và chuyển về cho Việt Nam nữa. Bữa nào bà con bác muốn 3MG sẽ kể cho bà con bác nghe. Cái cách thức mà gửi tiền đó, trời ơi ta nói. Rồi để bữa khác kể ha. Giờ kể nhiều quá bà con bác không nghe, bà con bác mệt. Giờ mình quay về đường phố rồi đó ha. Bây giờ 3MG đi tới đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai nè, 414 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3. 3MG đang đi hướng này, đi hướng về chợ Thị Nghè nha bà con. Các cô chú anh chị và các bạn nào mà thích nghe 3MG kể chuyện thì nhớ bấm nút đăng ký subscribe kênh nha, nhấn luôn cái chuông. Mỗi một ngày có 2 video mới, sáng từ 6 giờ sáng và chiều 5 giờ chiều nha bà con. Hồi xưa đây là cái đại bản doanh của ông Bầu Long đó bà con. Mà cái ông Bầu Long hồi xưa cái gánh hát cải lương của ổng là tên gì 3MG không nhớ. Bà con cô bác còn nhớ là cái đoàn gánh hát của ông Bầu Long là ổng tên gì không bà con? Ổng lập nhiều đoàn lắm nha bà con. Nghe nói là 1, 2, 3, 4, 5 luôn á, nhiều đoàn lắm, rồi sau này bắt đầu từ từ mới bớt lại. Mà chỉ nhớ cái điều đầu tiên á là cái đoàn hát của ông Bầu Long này toàn người Bắc nha bà con. Bắt rặt luôn á. Bắt đầu từ năm 1954 á, sau cái cuộc mà di cư từ miền Bắc vào miền Nam. À, thế là những người Bắc hát cải lương. Bắt gọi là bắt rặt là bà con bắt biết rồi phải không? Hồi xưa ở ngoài miền Bắc thì người ta gọi là gì ta, hát tuồng. Ở ngoài đó người ta quen hát tuồng hoặc là gì ta, kịch. À, kịch tuồng. Còn trong Nam mình cải lương thì người ta gọi là gì ta, hồ quảng. Cải lương hồ quảng. Bữa nào mình 3MG sẽ bàn với bà con bắt sâu về cái vấn đề mà nghệ thuật cải lương ha. Đây, trời ơi người già. Trời ơi, ngồi ngay ngã tư mà sao miếu máu khóc vậy trời. Rồi đây là sở y tế, hồi xưa là bộ y tế nè bà con. Con đường chúng ta đang đi là đường Hồng Thập Tự. À, có thời gian sau năm 75 con đường này được đổi tên là đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đó bà con.